Một mẫu than nhôm đá nắng có thể gấp được nhiều kiểu dáng khác nhau, sử dụng cho mọi không gian mà bạn muốn. Xin giới thiệu than nhôm đa năng Hakawa, mã hiệu HK404. Bạn có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, sửa điện, treo tranh, vệ sinh trần nhà, máy lạnh hay là tỉa cây. Từ mọi địa hình, bằng phẳng, gồ ghề hay là mặt than. Từ mọi công việc đòi hỏi độ cao, đòi hỏi chịu đựng được trọng tải lớn và đặc biệt là sự an toàn tuyệt đối, thì than Hakawa HK404 đều làm bạn hài lòng. Với chất liệu nhôm cao cấp N131 bền bỉ, không dỉ xét, bậc than thiết kế gấp, dễ dàng sử dụng, trần đế cao su chống trơn trượt, cày xước nền nhà. Thiết kế gọn gàng, ít chiếm diện tích, thay đổi linh hoạt về chiều cao tối đa đến 5m với nhiều dạng hình chữ A, chữ U, chữ Y, chữ M nhờ các chốt khóa lấy tự động, cực kỳ chắc chắn và thông minh mà luôn đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Than nhôm Hakawa đạt tiêu chuẩn châu Âu có chứng nhận của SCG, bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm AAA an toàn cho khách hàng trên đến 1 tỷ đồng, cam kết bảo hành sản phẩm chính hãng trong vòng 2 năm, bao đổi trong vòng 30 ngày do lỗi sản xuất, giao hàng nhanh trên toàn quốc. Liên hệ đặt hàng than nhôm Hakawa qua số hotline 0899 399 777 hoặc truy cập vào website http://hakawa.vn, địa chỉ 122/48 đường Thạnh Xuân 22, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hakawa vững bước lên cao.